Máy khoan đục ổ khóa bản lề thay dao tự động là loại máy sử dụng công nghệ CNC hiện đại, được điều khiển tự động bằng máy tính thông minh. Chủ yếu được sử dụng để phay, khoan, đục, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Máy CNC khoan đục ổ khóa bản lề có khả năng khoan cùng lúc nhiều chi tiết máy, nhiều bộ phận khác nhau mà vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Máy cũng có thể được sử dụng để đo khoảng cách với độ chính xác cao. Máy có thể xử lý tất cả các loại tay cầm như lỗ bản lề, vắt 45 độ, lỗ ghép hình chéo. Máy khoan đục ổ khóa bản lề thay dao tự động với thư viện 12 dao hàng ngang, giúp gia công linh hoạt, tích hợp chức năng nghiêng 45 độ. Chỉ cần quét mã, máy sẽ tự động tải tệp xuống và tiến hành gia công, tối ưu hóa đường chạy dao, giảm gãy cạnh và cải thiện chất lượng sản phẩm. Máy được trang bị cảm biến quét laser đo chiều dài của sản phẩm và tự động tính toán, xử lý quá trình gia công. Thư viện được tích hợp sẵn giúp chỉnh sửa dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện. Việc sử dụng động cơ servo đảm bảo gia công nhanh và chính xác cao. Trang bị hệ thống dây trượt Đài Loan, khí nén ETAC Đài Loan. Chiều dài làm việc tối đa 3050mm. Chiều rộng làm việc không đến 180mm. Độ dày làm việc tối đa 60mm. Công suất trục chính thay dao tự động 6kW. Khay thay dao thẳng 8 cái. Công suất trục khoan bản lề 1.5kW. Có thể nói đây là một trong những dòng máy khoan ngang tân tiến nhất mà các doanh nghiệp nên lựa chọn. First thing thinking about.